Huế, thành phố di sản và lễ hội, chứ đừng vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc, cùng bề dày lịch sử cổ kính, trang nghiêm. Với nhiều danh lam thắng cảnh và lễ hội diễn ra mỗi năm, thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế. Luôn được biết đến bởi sự dịu dàng, duyên dáng, mang đậm nét truyền thống Á Đông. Nhưng vẫn không ngừng chuyển mình phát triển vượt bậc cùng thời đại. Với những cơ hội hòa cùng nhịp sống phồn hoa của một đô thị mới, đây chính là tiềm năng ẩn chứa khiến nơi đây từng ngày khẳng định vị thế và trở thành điểm sáng trên bản đồ kinh tế Việt Nam. Mua chiến con ơi! Một thị trường mới, một thị trường đang lên và phát triển nhanh chóng. Huế được quy hoạch mở rộng địa giới lên gấp 5 lần, nằm trong tiến trình đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Địa phương đã đang dùng hết tâm lực để thực hiện hóa mục tiêu hướng đến đô thị di sản đặc biệt và hài hòa với giá trị vốn có.